Mến chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta lại bước vào chương trình học trực tuyến bộ môn ngữ văn 8. Phân môn tiếng Việt, tiết số 26, tình thái từ. Mục tiêu cần đạt, cô sẽ giúp các em hiểu được thế nào là tình thái từ, biết sử dụng tình thái từ phù hợp với tình huống giao tiếp. Các em cùng cô kiểm tra lại bài cũ. Hãy đặt cho cô một câu có sử dụng trợ từ và một câu có dùng thánh từ. Sau đó cho biết tác dụng khi sử dụng yếu tố tiếng Việt trên. Câu có trợ từ, các em sẽ dễ dàng đặt. Hôm nay, em ăn những 3 bát cơm. Trợ từ những, nhấn mạnh, đánh giá. Việc em đã ăn nhiều hơn mức bình thường. Câu có dùng thánh từ. Ôi chao, hôm nay trời đẹp quá. Thánh từ dùng để bộc lộ cảm xúc trực tiếp của người nói. Giờ đây, cô trò chúng ta cùng bước vào bài. Các em thân mến, ở tiết trước, lớp mình đã được tìm hiểu trợ từ là do các loại từ khác chuyển loại làm thành. Và thánh từ là dấu hiệu bộc lộ cảm xúc, tình cảm hoặc thái độ của người nói. Hay dùng để gọi đáp và có thể độc lập tạo thành câu hoặc làm thành một thành phần biệt lập trong câu. Hôm nay, các em sẽ cùng tìm hiểu một loại khác có đặc tính ngữ pháp là không có khả năng độc lập tạo thành câu và không làm thành phần biệt lập, nhưng có nhiều công dụng đặc biệt trong giao tiếp. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng vào bài tình thái từ. Các em quan sát, nghe giảng và ghi chép vào vở bài học. Một la mã chức năng của tình thái từ. Các em mở sách giáo khoa trang số 80. Quan sát những từ in đậm trong các ví dụ sau và trả lời câu hỏi. Trong các ví dụ A, B và C. Nếu cô bỏ các từ in đậm thì ý nghĩa của câu có gì thay đổi? Để tìm hiểu câu hỏi này, trước hết chúng ta cùng quan sát ví dụ A. Mẹ đi làm rồi A. Từ in đậm là từ à. Do vậy, khi quan sát, chúng ta sẽ thấy tình thái từ à sẽ cấu tạo thành câu nghi vấn. Câu B. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụp sùi theo. Con nín đi. Trong tác phẩm Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng. Với tình thái từ đi, sẽ cấu tạo thành câu cầu khiến. Với đại thi hào Nguyễn Du, thì truyện Kiều trở thành một kiệt tác. Trong đó, ông có viết về nhân vật Thúy Kiều. Thương thay cũng một kiếp người, khéo thay man lấy sắc tài làm. Chi. Với tình thái từ thay sẽ cấu tạo thành câu cảm thán. Vậy, trong các ví dụ A, B và C, nếu cô bỏ các từ in đậm thì ý nghĩa của câu có gì thay đổi? Nếu ở ví dụ A, cô lược bỏ từ à thì câu này sẽ không còn là câu nghi vấn nữa. Tương tự ở ví dụ B, nếu không có từ đi, thì câu này sẽ không là câu cầu khiến. Và ví dụ C, nếu không có từ thay, thì câu cảm thán sẽ không được tạo lập được. Như vậy, có thể thấy rằng từ à là từ để tạo lập câu nghi vấn, đi là từ để tạo lập câu cầu khiến. Và thay
là từ để tạo lập câu cảm thán. Vậy, ở ví dụ D, từ ạ biểu thị sắc thái tình cảm gì của người nói? Em chào cô ạ. Các em sẽ dễ dàng thấy rằng những tình thái từ tuy không có chức năng tạo lập câu như trên, nhưng ở câu D có một cái tác dụng biểu thị thái độ, sắc thái biểu cảm so với câu em chào cô. Giờ đây chúng ta có em chào cô ạ. Đều là câu chào, nhưng câu sau có tình thái từ ạ sẽ thể hiện mức độ lễ phép cao hơn. Vậy, theo em, tình thái từ là gì? Các em cùng quan sát với cô. Tình thái từ là những từ được thêm vào câu để cấu tạo thành câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị các sắc thái tình cảm của người nói. Tình thái từ sẽ gồm một số loại đáng chú ý sau. Thứ nhất, tình thái từ nghi vấn với các từ à, ư, hẻ, hử, chứ, chăng. Tình thái từ cầu khiến với các từ đi, nào, với. Tình thái từ cảm thán sẽ đi với các từ thay, sao. Tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm ạ, à, nhé, cơ, mà. Chúng ta cùng bước sang phần 2 la mã. Sử dụng tình thái từ. Vậy các tình thái từ in đậm dưới đây được dùng trong những hoàn cảnh giao tiếp như thế nào? Các em có thể dựa vào các mối quan hệ về tuổi tác, về thứ bậc xã hội, về tình cảm khác nhau như thế nào? Ở ví dụ đầu tiên, bạn chưa về à? Chúng ta thấy có tình thái từ à. Đây là một cách hỏi mang tính thân mật bởi vì là những người bạn cùng ngang hàng tuổi tác. Thầy mệt ạ? Cũng là một câu hỏi nhưng mang sắc thái kính trọng bởi vì mối quan hệ về thứ bậc xã hội là giữa thầy và trò. Bạn giúp tôi một tay nhé. Chúng ta thấy sự cầu khiến mang sắc thái thân mật bởi vì đây là bạn bè với nhau. Bác giúp cháu một tay ạ. Cũng là cầu khiến nhưng mang sắc thái kính trọng. Vì đây chúng ta sẽ dựa vào quan hệ tuổi tác giữa người lớn và người bé. Vậy các em lưu ý khi nói hoặc khi viết, chúng ta cần chú ý sử dụng tình thái từ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Có thể dựa vào quan hệ tuổi tác, thứ bậc xã hội hoặc tình cảm. Giờ đây, để hiểu rõ hơn, cô trò chúng ta cùng bước vào phần 3 la mã luyện tập. Với câu số 1 ở sách giáo khoa trang số 81 và 82, trong các câu dưới đây, từ nào trong các từ in đậm là tình thái từ và từ nào không phải là tình thái từ? Chúng ta có câu A. Em thích trường nào thì thi vào trường ấy. Nhanh lên nào, anh em ơi. Vậy chúng ta dễ dàng nhận ra đó là câu B. Câu C. Làm như thế mới đúng chứ. Tôi đã khuyên bảo nó nhiều lần rồi chứ, có phải không đâu?
Chúng ta dễ dàng nhận ra đó là câu C. E, cứu tôi với. Có phải không nào? À, câu E. G, nó đi chơi với bạn từ sáng. Vậy thì từ với thì có được không các bạn? À không nhé. Con cò đậu ở đằng kia. Hoặc nó thích hát dân ca nghệ tĩnh kia. Chúng ta nhận ra đó là đáp án A. Vậy thì chúng ta có các đáp án sau. Đó là những từ in đậm là tình thái từ, là câu B, câu C, câu E và câu E. Chúng ta sang bài tập 2, sách giáo khoa, trang số 82 và 83. Các em sẽ giải thích ý nghĩa của các tình thái từ in đậm trong những câu dưới đây. Vậy thì với câu A, bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang. Tóc trai đã khá rồi chứ, trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Chúng ta thấy từ chứ, đó là câu nghi vấn, dùng trong trường hợp điều muốn hỏi đã ít nhiều được khẳng định. Câu B, con chó là của cháu, nó mua đấy chứ, nó mua về nuôi. Định để đến lúc cưới vợ thì giết thịt. Từ chứ nhấn mạnh điều vừa khẳng định không thể khác được. Câu C. Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng. Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo vách bên tư để có ăn ư. Từ ơ với thái độ hỏi, thái độ phân vân. Câu D. Bỗng Thủy lại xịu mặt xuống. Sao bố mãi không về nhỉ? Như vậy là em không được chào bố trước khi đi. Từ nhỉ, thái độ thân mật. E, cô giáo Tâm gỡ tay Thủy đi lại phía bục, mở cặp lấy một quyển sổ cùng với chiếc bút máy nắp vàng đưa cho em tôi và nói, cô tặng em, về trường mới, em cố gắng học tập nhé. Từ nhé, thể hiện sự dặn dò, thái độ thân mật. G. Em tôi sụt sịt bảo, thôi thì anh cứ chia ra vậy. Trong cuộc chia tay của những con búp bê của Khánh Hoài, từ vậy đã là thái độ miễn cưỡng. Câu H. Ông Đốc tươi cười nhẫn nại chờ chúng tôi. Các em đừng khóc, trưa nay các em được về nhà cơ mà. Vậy từ cơ mà thể hiện thái độ thuyết phục. Bài tập 3. Đặt câu với các tình thái từ mà, đấy, chứ lệ, thôi, cơ, vậy. Các em lưu ý vì thời gian có hạn, do vậy bài tập này các em sẽ về nhà làm. Và các em lưu ý phân biệt tình thái từ mà với quan hệ từ mà. Tình thái từ đấy với chỉ từ đấy. Tình thái từ thôi với động từ thôi. Và tình thái từ vậy với đại từ vậy. Ở bài tập số 4, em sẽ đặt câu hỏi có dùng các tình thái từ nghi vấn phù hợp với những quan hệ xã hội sau đây. Các em dễ dàng đọc, nhưng cô sẽ hướng dẫn. Ví dụ, học sinh với thầy giáo hoặc cô giáo trong bức hình này. Các em có thể đặt. Thưa cô giúp em tập rèn chữ được không ạ? Tình thái từ ạ, đúng không? Sắc thái, đây là một câu nghi vấn nhưng tình thái từ ạ sẽ cho thấy sự lễ phép hơn, tôn trọng, sự kính trọng. Giữa bạn nam với bạn nữ cùng lứa tuổi. Bạn chỉ bài toán này giúp mình được chứ? Vì là ngành hàng. Nên chúng ta sẽ dùng tình thế từ chứ. Con với bố mẹ hoặc chú bác cô gì? Ba ơi, bức ảnh gia đình mình đẹp quá phải không ạ? Các em có thể sẽ đặt thêm một số câu khác dựa vào tình huống trên. Bài tập 5, các em cũng sẽ về nhà làm tìm một số tình thế từ trong tiếng địa phương em hoặc tiếng địa phương khác mà em biết. Các em lưu ý,
Mình sẽ dùng phương pháp đối chiếu tình thái từ toàn dân với tình thái từ địa phương để các em có thể tìm. Cô sẽ hướng dẫn các em về nhà. Các em sẽ xem lại bài học và bài tập, xem trước bài chương trình địa phương phần tiếng Việt và chuẩn bị các câu hỏi trong sách giáo khoa từ trang 90 đến trang 92. Các em thân mến, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Cô chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Thân ái chào các em.